Hello everybody, welcome back. Và clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Spy Baron, let's go. Ok. Let's go. Các bạn phải đi bình thường và chậm thôi. Còn sẽ chết ngay. Rồi, ok, let's go. Wow. Tiếp tục vào phần 3. Let's go. Ok, let's go. Và mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Need for Speed. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ ba. Let's go.
Ok, let's go. Let's go. Nâng cấp nào. Let's go. Mình sẽ vượt qua cái đối thủ một. Let's go. Yeah. Ok, let's go. Và mình lại nâng cấp tiếp. Mắc rồi. Tiếp tục. Không biết có nên đổi xe thì không. Xe này 150. Hay sao? Đổi xe này đi. Ok, let's go. Giờ đua xem xe này có ngon không. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A Fast Line, let's go. Ok. Wow, rất là đẹp luôn. Ok.
sẽ tăng tốc của lại. Đẹp luôn. Có vẻ đường này đua hơi khó một chút. Vượt thì vượt, không là quả đấy thua ngay. Let's go. Của Evan. Wow. Ok, 3 sao vào. Mày quá. Let's go. Wow. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Red Fred S. Ok.
Đây là một cửa đua trong thành phố. Wow. Yeah, xe này đẹp thật. Mình sẽ đi theo những anh chàng này, chắc là những con đường ngắn nhất rồi. Con này này dài nhưng yêu cầu các bạn phải ăn được những cái ly sơ này. Rồi anh chàng kia vượt xa mình rồi. Không biết có đuổi theo được không. Hoặc là xe anh ta rất là ngon luôn. Let's go. Somebody go. Okay. Rồi, và mình sẽ sang cái game tiếp theo, Alpha Extreme. Wow, rất là đắt luôn. Let's go.
Wow. Thứ hai, ok. Mình cứ tưởng mình phải thứ tư, ai ngờ may vẫn được thứ hai. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. City 2. Giờ là góc nhìn thứ 3. Rất là nhiều tiền luôn. Wow, bộ cua mà to. Bay để lấy tiền, sau đó thì các bạn sẽ mua thêm xe cao hơn. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Bridge Racing 3, let's go. Okay, let's go. Đùa cái này đi. Chưa được. Let's go. Cái này thì các bạn đùa thì các bạn phải cầm trên tay. Xe họ rất là ngon luôn. Chứ sắp mình đã đua lại được. Các bạn muốn đua thắng nhanh thì các bạn có thể nâng cấp xe cho mình cho nó ngon. Anh chàng này có vẻ xe rất là ngon, anh đang nâng cấp quá cao rồi. Khoảng cách khá là xa. Wow.
Ok, let's go. Rồi, và mình xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.